Quý vị và các bạn thân mến, có nhiều dịp tôi đã được thưa với quý vị rằng trong một bộ dàn audio có rất nhiều nguồn để cấp nhạc. Các bạn có thể lấy nhạc từ TV, từ máy tính, từ iPad, từ điện thoại, vân vân và vân vân. Nhưng đối với những người chơi audio chuyên nghiệp như chúng ta thì các bạn cố gắng mua lấy một chiếc đầu CD, có thể là chỉ vài triệu hoặc vài chục triệu tùy theo điều kiện kinh tế của từng người. Bởi vì trong một bộ dàn audio chuyên nghiệp thì những chiếc đầu CD quyết định đến 30% chất lượng âm thanh của một bộ dàn nghe nhạc chuyên nghiệp. Điều này đã được các kỹ sư audio của rất nhiều hãng nhận định chung như vậy. Và chắc chắn các bạn biết rồi, trong một bộ dàn nếu như các bạn nghe một bản nhạc từ TV thông minh hay từ điện thoại và sau đó các bạn nghe đúng bản đó của ca sĩ đó bằng đĩa CD, các bạn sẽ nhận ra sự khác biệt vô cùng lớn lao, đặc biệt là sự sạch sẽ, tinh tế trong từng cái thanh âm mà nó đem lại. Chương trình hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một chiếc đầu CD cao cấp để các bạn có thêm cơ hội nghiên cứu lựa chọn. Tất cả những yêu cầu về mua sắm và tư vấn phối ghép, hãy gọi điện hoặc nhắn tin theo một trong hai số trên tấm biển. Những bạn có Facebook, hãy dùng tính năng theo dõi để liên tục cập nhật được các hoạt động của tôi trên Facebook có tên Hoàng Liên Cư Sĩ. Các bạn có thể trực tiếp đến cơ sở của tôi ở Hà Nội để lựa chọn những sản phẩm nghe nhạc chuyên nghiệp hay những sản phẩm karaoke chuyên sâu. Bạn nào có nhu cầu về sửa chữa những thiết bị audio của gia đình có thể gọi điện cho kỹ thuật viên Quang Vị theo số điện thoại đang hiển thị phía dưới. Quý vị và các bạn thân mến, trước mắt quý vị và các bạn là một chiếc đầu CD cao cấp của hãng Tech Nhật Bản, đó là model Tech 25XS. Trước hết mời các bạn cùng chứng kiến bộ cơ của nó. Các bạn thấy cơ hoạt động siêu êm ái và điều khiển zin của nó. Đây là chiếc đầu CD Tech 25XS. Tôi nhắc lại với các bạn đó là Tech 25XS. Chiếc đầu CD này nặng 33kg và nó là một chiếc đầu 2 trong 1. Trước hết nó là một chiếc đầu chạy CD chuyên nghiệp đã. Và thứ nữa, nó là một chiếc đầu giải mã chuyên nghiệp qua đường quang hoặc đường đồng trục ở phía sau lưng như các bạn đã biết. Và nó dùng nguồn điện 100. Các bạn nhớ là nó dùng nguồn điện 100. Các bạn tránh cắm nhầm để chúng ta phải hối tiếc. Và đối với những chiếc đầu cao cấp như thế này thì các bạn biết rồi. Một là mắt nó cực khỏe và cái trọng lượng của nó là 33kg. Có nghĩa là bộ cơ cũng như là bộ khung của nó phải cực kỳ gấu và chắc chắn. Tôi đã có dịp thưa với các bạn rằng trong một chiếc đầu CD thì nó có rất nhiều cái yếu tố để quyết định sự đắt rẻ. Một là bộ não của nó, tức là cái con chip làm nhiệm vụ giải mã, quyết định rất nhiều, thậm chí là đến 50% cái giá trị của một chiếc đầu CD. Thứ hai nữa là bộ cơ. Bộ cơ nếu như càng xịn, càng chắc thì giúp cho mắt đọc không bị bỏ sót những beat nhạc. Đặc biệt là khi mắt của nó di chuyển ra những bài cuối cùng ở xa rãnh đĩa, lực ly tâm của đĩa quay rất lớn, có thể làm cho nó sai lệch. Nhưng nếu như cơ xịn thì nó chạy êm và nó chắc và giúp cho mắt của nó đọc không bị sót bất cứ một cái beat nhạc nào. Từ đó âm thanh luôn luôn chi tiết ổn định. Bây giờ thì mời các bạn cùng chứng kiến cái mắt của nó đọc rất là khỏe. Đối với dòng này thì các bạn biết rồi, nó là Tech 25XS. Chỉ cần buông tay là đọc, buông tay là đọc. Các bạn thấy ạ, buông tay là đọc, buông tay là đọc. Đấy, buông tay là đọc, buông tay là đọc. Ở phía dưới là âm ly Luman 507S 25 mã mặt vàng có giá 50. Các bạn có thể dùng đánh các dòng Tannoy, các dòng JB, BV, Kép, được các dòng Pioneer HPM 100, các dòng JBL 4312, 4311, 100 Century, vân vân. Đây là chiếc đi cao cấp mặt vàng, đó là Luman 507S 25 mã, có giá 50 triệu đồng. Và các bạn thấy chiếc đầu này thì nó quá hoàn hảo rồi. Chỉ thiếu cái thùng xốp thôi. Âm thanh của nó thì bóc tách, có vẻ âm rất là tuyệt vời. Và tôi đang ghép vào cặp loa JBL TI-5000. Đấy, một trong những siêu phẩm cao cấp của JB. Cặp loa JBL TI-5000 này nặng hơn 100kg. Thiết kế độc đáo, có khả năng đánh bi dai, lỗ thông hơi phía sau. Cặp loa này sử dụng một bát 30 này. Và hai loa chung thì trong đó là một chung trầm, một chung cao, làm cho các giải âm trở nên bóc tách, chi tiết hơn. Đó là lý do tại sao các bạn nghe TI-5000 của JB luôn luôn chi tiết, chép titan làm cho giải cao lạy lót. Có cây, có
cặp JB này có giá 52 triệu đồng. Trọng tâm ở đây tôi muốn giới thiệu đến các bạn chiếc đầu cao cấp CD Tech 25XZ nặng 33 kg, vừa chạy CD vừa giải mã chuyên nghiệp. Các bạn nhớ tất cả những yêu cầu về mua sắm hoặc tư vấn phối ghép hãy gọi điện theo một trong hai số trên tấm biển. Ta quen từng viên đá quanh sân trường, ngày sau ngày khác. Khi các bạn mua những thiết bị nghe nhạc từ cửa hàng của tôi, có thể đề nghị chúng tôi tặng cho các bạn một vài đĩa CD mà chúng tôi in từ máy tính ra. Sau nhiều chục năm lặn lội chơi audio thì tôi đã tích góp được vài nghìn TB, tức là vài nghìn ghi nhạc số chuyên nghiệp. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu như có nhu cầu về mua sắm bất cứ một sản phẩm nào, các bạn có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo một trong hai số trên tấm biển. Bây giờ tôi xin phép dừng video clip này ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt.